Uyên Thi xin thân ái kính chào đến tất cả quý khán giả đang đón xem chương trình 5 phút vào bếp với Uyên Thi Món ăn ngày hôm nay Uyên Thi giới thiệu đến quý vị rất là ngon đó là miếng măng gà thưa quý vị Món miếng măng gà nó cũng... Um tuyệt vời lắm thưa quý vị mình đầu tiên hết thì uyên thi sẽ dùng một cái nồi nước uyên thi nấu cho nó sôi lên sau đó uyên thi bỏ gà vào, gà thì uyên thi dùng gà tươi và khi mà mình mua thì người ta sẽ cắt cái chân cũng như cái đầu rời ra. Chúng ta lọc bỏ bớt mỡ đi và như vậy rồi chúng ta bỏ vào nồi nước chúng ta luộc. Nhưng mà trước khi um, như vậy đó thì chúng ta sẽ bỏ vào hai củ gừng thưa quý vị uyên thi dùng hai củ gừng lớn như vậy nè. Uyên thi bỏ cắt lát bỏ vào rồi xong rồi uyên thi mới bỏ con gà vào uyên thi luộc và trong lúc luộc thì uyên thi sẽ cho một cục đường phèn vào uyên thi cho thêm hai muỗng cà phê muối vào uyên thi để lửa lớn để cho nó khi mà nó ra hết cái 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 bọt dơ rồi đó thì uyên thi vặn lửa nhỏ xuống để cho nó để cho nó nó, nó 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 từ từ nó cút thì con gà nó không có bị khô trong thời gian mà luộc gà thì uyên thi nói về cái măng măng thì uyên thi xài măng tươi trong cái măng miếng măng gà uyên thi xài măng tươi chứ không xài măng khô uyên thi mua những cái đầu mục măng như vậy nó rất là non và uyên thi sẽ cắt ra thành những cái slice nhỏ mỏng như vậy sau khi mà uyên thi đã cắt ra rồi thì uyên thi sẽ dùng một cái chảo uyên thi phi tỏi lên cho nó thơm khi tỏi đã vàng thơm rồi uyên thi sẽ cho măng vào uyên thi xào và lúc cho măng vào xào thì uyên thi sẽ bỏ vào nửa muỗng cà phê muối sau đó uyên thi sẽ cho vào một muỗng canh um, coi như là bột gà đó thưa quý vị Để cho cái măng nó được thấm nó ngon Và Uyên Thi cho vào một muỗng cà phê tiêu Uyên Thi để lửa lớn cho măng nó nóng Sau đó Uyên Thi vặn lửa nhỏ xuống riêu riêu để cho măng nó thấm những cái gia vị Và chờ um, đó Thì thường thường trong cái miếng măng gà thì uh, người ta thường ăn trứng non Nhưng mà bên Mỹ này chúng ta không có trứng non đâu Thành ra Uyên Thi sẽ thế bằng trứng cút cũng như là một miếng huyết gà thì chúng ta cũng không có huyết gà cho nên chúng ta sẽ thế bằng cái huyết heo và chúng ta sẽ cắt huyết heo ra thành từng cái thỏi như vậy. Gà chúng ta lấy ra thì quý vị thấy lấy ra chúng ta không có chặt ra liền bởi vì nó sẽ bị mềm và nó bị nát cho nên chúng ta sẽ để gà nguội, bỏ măng vào trong cái nồi nước lèo và chúng ta nấu lên. Nấu như vậy và đồng thời chúng ta sẽ bỏ huyết vào luôn. Chúng ta để lửa sôi lớn, sau đó để lửa riêu riu để cho cái măng nó thấm gia vị, nước lèo cũng như huyết nó sẽ thấm gia vị thưa quý vị Và khi mà nói tới những cái phần này thì Uyên Thi cũng không quên nói tới phần miếng thưa quý vị Miếng thì Uyên Thi sẽ dùng miếng đậu xanh Bởi vì miếng đậu xanh nó, nó sẽ làm cho cái cọng miếng nó dai cũng như nó trong hơn Và Uyên Thi khi mà mua về như vậy thì Uyên Thi sẽ ngâm nước khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ là cái miếng nó mềm ra như vậy và để như vậy khi nào ăn thì chúng ta trụng và khi mà ăn thì uyên thi sẽ chế làm cho một cái nồi nước nó sôi lên và chúng ta sẽ bóc, khoảng chừng một nấm nhỏ miếng tàu thôi bởi vì miếng tàu nó sẽ rất là nở cho nên quý vị đừng có lấy nhiều chúng ta sẽ bỏ vào chúng ta trụng và trong lúc đó thì chúng ta sẽ bỏ hai cái trứng cút vào chúng ta trụng trong nước sôi để cho trứng nó nấm lại và chúng ta trụng chung với miếng khi mà miếng trụng như vậy cũng giống như bánh phở vậy thưa quý vị khoảng chừng 30 second thôi là quý vị lấy ra để cho ráo nước, quý vị bỏ ra tô và quý vị xếp gà lên. Nhưng mà gà đó trước khi mà chúng ta xếp lên thì chúng ta sẽ chặt gà ra. À, chặt gà ra thì quý vị sẽ chặt theo từng phần. Chúng ta cắt bỏ rời hai cái cánh ra. Rồi xong chúng ta cắt cái đùi ra và chúng ta cắt rời cái ức ra giữa cái xương lưng và ức. Sau đó chúng ta chặt từng phần ra như thế này và xếp vào đĩa là xương chúng ta để qua một bên rồi chúng ta chặt cánh để qua một bên và chúng ta chặt ức để vô cũng như là cuối cùng chúng ta chặt đùi gà để vô và mỗi một cái tô miếng như vậy thì chúng ta xếp hai miếng ức gà nạc hai miếng đùi gà cũng như là một miếng cánh gà để vô và chúng ta múc măng vào măng đang sôi nóng chúng ta múc vào để một bên à chúng ta múc huyết vào rồi sau đó quý vị sẽ cho hành ngò lên cũng như rắc một chút tiêu lên miếng gà mà không có hành phi thì coi như là bớt đi hết ba bốn phần trăm cái ngon của nó cho nên bắt buộc chúng ta phải có hành phi và như vậy là chúng ta đã có một tô miếng gà với vài lát ớt đỏ đỏ lên cho hấp dẫn à, đó là tô miếng măng gà thật là ngon ăn chung với nước mắm cũng như là nước mắm gừng và giá cũng như là rau răm thưa quý vị Viên thi kính chúc quý vị thành công trong món miếng măng gà cho gia đình mình có một món ăn mới hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.